tiền là quan trọng lắm, nhưng tiền không qua tình cảm được. Tôi không bao giờ nghĩ đọc tiền hơn tình cảm này mà. Ở nhà anh giờ có, anh nằm trên nằm dưới gì đó, và còn 6 phòng thì kia ai ở? Miếng đất mấy ngàn mét vuông vậy để giữ làm gì? Trong khi Hồng Phượng nó phải cần có nhà, Hồng Nhung nó cần có nhà, cháu anh con tên cũng phải cần có nhà ở. Anh nói là anh bán đất anh sẽ mua cho Hồng Phượng với Hồng Nhung với thằng cung Mỹ con tên anh căn nhà cho ở, rồi anh cho Hồng Loan con anh, rồi bé Hạnh con của tư anh ở dưới dòng cống nữa. Chứ anh 60 mấy tuổi rồi, anh đâu còn trẻ đâu. Dạ. Anh Năm chỉ có tiền cầm tiền đi từ thiện thôi, chứ Năm không bao giờ này mà thiếu nợ người ta mà giống như mấy đứa kia mà cứ thấy ai có tiền là nhào vô vậy. Em biết tánh anh mà. Dạ. Trời ơi, miếng đất anh về bán gì cũng được. Bây giờ nếu có tệ lắm cũng 2 triệu đô đâu có đô tiền. Dạ. À, anh ăn sớm hết 2 triệu đô đâu. Một ngày anh ăn nửa chén cơm á, không hết nữa. Trước cuộc dịch anh ăn được 1/4 thôi đó. Cá rô ra 1/3 thôi đó, làm sao anh ăn hết. Thôi, anh nói cho tiền nghe. Hôm nay anh gọi để nói cho em nghe vậy. Nghệ sĩ Vũ Linh và Tâm Nguyện trước khi qua đời, nỗi lòng của con gái Hồng Lan ai thấu hiểu. Đây là đoạn video giữa Vân Tiên, em gái nghệ sĩ Vũ Linh, và nam nghệ sĩ lúc sinh thời, càng khiến cho chúng ta càng yêu thương ông nhiều hơn. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà dành sự thiệt thòi về cho mình, một mình vì mọi người. Nhưng khi ông đã nằm xuống rồi thì mọi người có vì một người hay không? Khi những sóng gió trong gia tộc họ Võ đang nổi sóng Ba Đào những ngày qua, những người trong cuộc cũng đã lên tiếng. Mỗi người đều nói theo phần lý lẽ riêng của mình, nhưng chung quy cuối cùng là gạt đi người con hợp pháp của chú. Công sanh không bằng công dưỡng, mà bé Hồng Lan từ nhỏ còn đỏ hỏn, đã xuất hiện trong gia đình. Nhưng sau cái tình thương của cô chú dành cho cháu mình nó ít ỏi quá. Chuyện anh mình giúp đỡ, trả nợ biết bao nhiêu lần, không ai kể hết. Chuyện ngày xưa ấy vì sao mà gây nên nợ. Nhưng chuyện cháu mình mới đây thì lên án con gái của anh Năm sống như vậy là đạo đức đó hả anh Năm? Xét về tuổi đời thì Hồng Loan vẫn còn thua rất xa so với cô chú mình trong nhà. Đương nhiên cũng phải có lầm lỗi. Nếu nói Hồng Loan lầm lỗi thì hãy xét bản thân mình trước đó có lầm lỗi hay không. Nói thêm một chút về ngày 6 tháng 3, sau ngày nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, chính con gái nuôi Bình Tinh cũng không hề nói Hồng Loan là con nuôi của cha nuôi của mình nữa mà. Hồng Loan lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả với tư cách con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Cô nói, nhiều năm qua, mọi người không biết chuyện cha tôi có con gái. Tôi không phải người trong giới nghệ sĩ, nên cha muốn con gái có cuộc sống bình thường, yên ổn. Chỉ một số người thân thiết của cha biết sự tồn tại của tôi. Dù vậy chị Loan đau buồn, xin không chia sẻ thêm. Bình Tinh tiếp lời, tôi và anh Luân được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận làm con nuôi, nhưng chúng tôi coi nhau như anh chị em ruột. Vũ Luân là anh hai, tôi là chị ba, còn Loan là em út. Theo nghệ sĩ Võ thì Hồng Loan có tính cách khép kín, kiệm lời, không giỏi giao tiếp. Có hai điều tôi muốn nói. Thứ nhất, cha tôi có cô con gái độc nhất là Loan, chứ không sống như mọi người nghĩ. Thứ hai, chúng tôi gồm con ruột, cháu ruột, con nuôi đều tề tựu tại đây, đội khăn tang là hậu sự cho cha. Chúng tôi thương yêu, đoàn kết và trân trọng mối duyên mà cha gieo cho mỗi người, Bình Tinh nói. Tâm nguyện của nam nghệ sĩ Vũ Linh vẫn còn đó, nhưng những người thân đã đối xử với người con gái mà ông hết mực yêu thương như thế nào? Khi mới đây có mười mấy người thân trong gia đình nộp đơn kiện con gái của mình, cha qua đời rồi để lại cô con gái nhỏ bé phải gánh trên vai trọng trách giữ gìn những gì cha để lại và phải làm theo tâm nguyện của cha. Nhưng nỗi lòng này của Hồng Loan ai thấu? Đời cha mặn nồng, đời cháu lực nhất, đêm nào cũng coi chuyện nhà nghệ sĩ Vũ Linh và thấy một xã hội thu nhỏ trong đó. Sau gần 3 tháng kể từ khi Vũ Linh qua đời vào tháng 3 năm 2023, mới đây nội bộ gia đình cố nghệ sĩ đã nảy sinh những mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi ồn ào gay gắt. Câu chuyện mở đầu bằng sự việc cô con gái Hồng Loan làm cuộc đảo chánh bà cô thứ 6 và con gái bà là ca sĩ Hồng Phượng, vốn là hai đại tổng quản lộng hành khi Vũ Linh còn sống. Hồng Loan lên tiếng về sự phủ nhận có chủ đích về mối quan hệ huyết thống cha con của chị
Và cố nghệ sĩ Phủ Linh, Hồng Lan cũng cho biết thêm những vấn đề liên quan đến ngôi mộ cố. Nghệ sĩ Phủ Linh, tất cả đều do cô và em họ chị quyết định, chị không hề được bất cứ một thông tin nào. Cô trợ lý kiêm giúp việc của Phủ Linh, vốn theo phe tổng quản, nên tối 25 tháng 5, bị Hồng Lan đuổi ra khỏi nhà. Cả lương có những người hâm mộ cũng ngộ, đi theo hầu hạ thần tượng 13 năm, rồi ra khỏi nhà không có một cách nào, trợ cấp thôi việc, còn bị mang tiếng, còn lấy cái bàn thờ à. Cô giáo và con gái dựa vào Phủ Linh nhiều lần và thành thói quen. Cô giáo Hồng Nhung luôn miệng nói, anh tôi thương tôi nhất. Hồng Nhung không khóc thì thôi, chỉ cần một giọt nước mắt của Hồng Nhung rớt xuống, cái gì anh Phủ Linh cũng cho tôi hết. Cháu gái Hồng Phượng lấy chồng có con, cũng dựa vào cậu năm Phủ Linh. Từ danh tiếng hy vọng về nhà cửa, xe cộ, rồi ông em thứ bảy Tiểu Linh cũng dựa vào Phủ Linh. Nhưng họ quên rằng Phủ Linh đã chết. Khi chết là chấm dứt một trang tình cảm. Anh em ruột, cháu cậu, họ quên rằng Phủ Linh cố tình không lập di chúc cho họ, vì ông còn một người con gái hợp pháp. Khi còn sống, Phủ Linh đi đâu cũng than khóc, kể khổ kể tội cô em và cậu em, làm ông tán gia bại sản nhiều lần. Đương nhiên phe tổng quản và cô con gái này từ lâu đã hụt hẫng nhau từ bên trong rồi. Có người con nào vui vẻ khi bị phe cô và cháu gái che mắt và hạ mình xuống hàng tứ cấp. Khi cờ tới tay thì phớt thôi, tại phe tổng quản quá lỗi thời. Và các clip Hồng Phượng quay khi Phủ Linh còn sống, hứa cho này nọ không phải là di chúc miệng, vì clip đó không thỏa mãn điều kiện của di chúc miệng. Cha chết còn lãnh tài sản là hợp pháp, em và cháu là cái gì? Kiện tụng tranh chấp thì cứ kiện, nhưng khó. Bây giờ ngày càng sùm thì fan Phủ Linh, mà giờ là người theo ủng hộ cô con gái, đã ra tay với phe tổng quản. Họ bình dân mà, họ sẽ tỏ thái độ bình dân. Thấy trước mắt là quán bánh xèo của ông Tiểu Linh và bà Kim Thoa, đã dính cháu cái quán 30 triệu thuê một tháng. Thành ra mọi người sẽ nhận ra một bài học. Anh em thương nhau gì đó, có người thương em hơn thương con. Khi còn sống, con em muốn gì được nấy, nhưng chết rồi sẽ đụng con cháu. Tôi thấy nhiều lắm, có bà kia khi còn sống thương em nhiều hơn thương con, đến độ cháu, tức con của người em, còn dám công khai tị nạnh với rể của bà kia rằng mày là rể, mày là người dân, cô ta thương tao là cháu ruột hơn mày. Nhưng cháu ơi, cô chết để cho con, chứ không để cho em ruột. Có lý do gì thằng rể là chồng con gái ruột mình mà lại thua thằng cháu hay sao? Sau khi bà kia chết thì con gái và rể tẩy hết phe ruột. Trong lịch sử chúng ta nhớ tới Võ Tắc Thiên, ta biết thời Võ Tắc Thiên vang lừng thiên hạ, con cháu họ Võ lộng hành đột đỉnh vì có bà cô làm vua. Về già Võ Tắc Thiên phân vân việc truyền ngôi. Hai đứa cháu cô của bà là Võ Tâm Tư, Võ Thừa Tự muốn làm thái tử nối ngôi. Tuy nhiên Võ Tắc Thiên rút cuộc truyền ngôi cho con trai ruột của mình, nó mang họ Lý Đường. Đơn giản như Địch Nhân Kiệt lý luận thế này: bệ hạ có thấy đứa cháu nào thờ phụng cô của mình trong nhà Từ Đường không? Chỉ có con trai mới thờ mẹ. Lý Hiển làm thái tử truyền ngôi, đó là Đường Trung Tôn, cũng như Phủ Linh con gái thờ cha, chứ em gái và cháu cậu sao giành bàn thờ Phủ Linh được. Nhiều gia đình có thân nhân Việt kiều cũng trong tình cảnh này. Mấy chục năm bà chị ở Mỹ, tháng nào cũng gửi tiền về cho em ở Việt Nam sinh sống. Chừng bà yếu hoặc bà chết, khi con bà cầm quyền thì nguồn cúng tiền về Việt Nam bị cắt cái rụp. Lý do đơn giản, cháu không có tình cảm gì với dì và cậu. Có khi Phủ Linh chết sớm cũng vì quá rầu, quá lo, quá hao tiền á. Phe cô giáo Hồng Phượng và Tiểu Linh Kim Thoa bây giờ cần điều gì? Là bớt bị lôi vô cuộc thị phi, né ra sự cuộc thị phi, biết thân biết phận, nếu không sẽ bị tai tiếng nhiều hơn, và nó ảnh hưởng đến sự sống còn. Nhất là Hồng Phượng, tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng tệ, còn đi hát đó coi chừng khán giả bình dân họ tỏ thái độ, đời cha mặn nồng, đời cháu lật nhách, đó là sự thật. Chú Vũ Linh thương yêu người thân, điều đó không gì bàn cãi. Nhưng chú Vũ Linh không ngờ là những người mà chú Vũ Linh thương yêu lại không thương yêu chú, chỉ nghĩ về tài sản của chú, ỷ lại vào chú, không tự thân vươn lên, để khi chú mất làm mất danh dự của chú, có ý đồ chiếm đoạt, lợi dụng trục lợi cá nhân. Khi chú Vũ Linh còn sống thì tất cả tài sản của chú Vũ Linh có quyền quyết định, khi chú mất rồi thì tất cả những tài sản là của con của chú quyết định, mọi người còn lại phải chấp nhận. Đừng cố gắng tranh giành thêm lớn chuyện, hãy tự mình vươn lên, tranh giành chỉ thiệt thòi về chính bản thân của mình, sự nghiệp mất, tiêu tan. Đây cũng có thể là lời di chúc miệng của anh Năm Ngoan, Vũ Linh, có thể gọi là chứng cứ pháp lý riêng cho mảnh đất ở Thủ Đức, không phải là tài sản khác. Trước khi chết về mảnh đất ở Thủ Đức, một con người hết sức tội nghiệp và lương thiện,
Tôi cũng là một trong những người bạn của Vũ Linh, không thân thiết lắm. Tôi luôn mong rằng gia đình Vũ Linh và các con cháu ngồi lại vui vẻ với nhau. Thương tiếc làm theo di nguyện của anh, đừng xấu xé với nhau về tài sản. Xã hội chơi cười, ở dưới suối vàng Vũ Linh không vui, để siêu thoát. Chuyện sớm tôi của Nhật Hà. Dạo này tôi lười bán camera, camera phải có điện, chứ rút điện sao mà chết được phải không mấy bà. Cứ lén rút dây vào những lúc cao trào không hà. Chiều qua nhỏ sang giúp việc nhà chú Mười, đã cho shipper mang tới cái loa, không dây sạc, không mic rồi, nên tôi không kể nữa. Giờ tôi kể chuyện này nè. Chú Mười sau nhiều năm cày cuốc, để gánh tem còng lưng thì không còn gì, đau bệnh nằm viện liên tục mấy năm trời, nên có nợ một số người quen, cô Niệu, người quen bên Đức. Chuyện nợ này chú Mười không có giấu, người trong nhà đều biết. Sau khi chú Mười mất, tang lễ lo xong thì nhỏ Hồng nhắc thím Bảy trích một ít tiền phúng điếu để trả nợ cho ba. Nhưng thím Bảy bảo để từ từ tính, không nỡ nhìn ba còn mắc nợ dương gian, nên nhỏ Hồng lo mà trả nợ. Trước tiên nó cần kiểm tra trong nhà còn tiền hay không đã. Chính ông chú Việt Kiều kêu người mở khóa giúp nhỏ Hồng nha cả nhà. Mở tủ thấy có hai xấp tiền đô. Nhỏ Hồng lấy một xấp đâu khoảng 5.200 đô, nó để lại một xấp 4.200 đô. Thấy bữa giờ chú Việt Kiều cũng lo lắng cho ba mình này kia, nên nó rút cho chú Việt Kiều 300 đô, còn nhiêu nó đổi ra Việt Nam đồng để đi trả nợ, chứ không phải đi mua xe hơi hay SH gì nha. Trước tiên nó kêu cô Niệu tới trả cho cô 100 triệu. Tự tay cô Niệu viết giấy đã nhận đủ 100 triệu. Ngày 12 tháng 3 năm 2023. Tiền này là tiền nợ, không phải tiền công để dùng gì hết nha mấy bà. Nó đã mua 1 tấn gạo để cùng mọi người phát từ thiện tại nhà hôm cúng tức nào đó, rồi mua chim cá gì đó phóng sanh các thức nữa. Nó cũng sửa lại cái xe ô tô, uống xăng hơn uống nước của ba để đi lại. Tiền sửa nhiều hơn tiền xe, chẳng qua nó muốn giữ kỷ niệm của ba nên bỏ tiền ra sửa. Cái xe đó mà không sửa thì chỉ có bán xác vụn. Riêng khoản nợ của người quen bên Đức thì còn đó, từ từ hồi nhỏ Hồng tính tiếp. Có ai tự nguyện đồng sở hữu khoản nợ này không? Trở lại ông chú Việt Kiều, chú nói là chú thương nhỏ Hồng, chú bao che cho nó chuyện nó lấy cắp tiền trong tủ sau khi chú Mười mất, mà nó nói chú này kia nọ bác sao kê. Không biết chú bao che kiểu gì mà làng trên xóm dưới họ đều biết hết đó chú. Nghe bà con nói nay chú làm đơn tố giác con nhỏ Hồng vì tội ăn cắp tiền của ba nó để trả nợ cho ba nó. Chú lỡ biết mà hôm giờ không có nói, chú ghim đó để dành làm đơn tố cáo nó. Rồi chú làm đơn tố giác nhỏ Hồng, lỡ người ta khép chú vô tội đồng phạm, kêu người mở khóa, biết mà không nói bao che, nhận hối lộ 300 đô thì sao? Chú làm đơn tố cáo nhỏ Hồng, rồi mà sao chú không ở lại chờ người ta xử? Xử rồi chú trả tiền án phí cho chú chơi gì chạy về bên ở? Tôi nói lên suy nghĩ rất nhiều của khán giả, ai cũng thương chú, sự việc xảy ra càng khiến cho chúng ta thương chú nhiều hơn. Nếu cô Tiên thực sự yêu thương chú thì nên im lặng và khuyên nhủ gia đình. Chú Vũ Linh không có nghĩa vụ phải cung phụng. Nếu như sự hy sinh mấy chục năm của chú họ vùi sạch trong vòng một nốt nhạc, họ tham lam muốn chiếm đoạt tài sản, họ cố gắng cô lập đứa con gái của chú, thì không còn một lý do gì để khán giả phải tiếp tục giả mù, phải tha thứ yêu thương họ.